Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình với mẹ chơi game Zombie Tsunami. Và hôm nay video trước là mình dùng con đâm châm rồi. Và video tiếp theo này mình sẽ dùng con chim đi các bạn ạ. Và mình sẽ đổi hóa đổi cho con đâm châm. Và tiếp theo hôm nay mình sẽ mua cái gì các bạn? Tất cả đây mình đều mua hết rồi. Tsunami và Tsunami. Hai vị trưởng các bạn đấy các bạn, hai vị trưởng các bạn.
gold. Xem cào được cái gì nào con ạ. Wow, đây 100 xu các bạn. Và mình tiếp tục chơi. Bye.
đấy là có cái quả bom này, không phải tránh những quả bom này các bạn ạ, không phải tránh những quả bom này. Ôi giời ơi, 118 các bạn ạ, 118. Cả cái gì nào? Wow, không được gì hết. 118 não bạn nhé. Tổng tổng thiết định. Wow, thêm zombie rồi. Tiếp tục chơi.
video của mình kết thúc đấy các bạn nhé, 115 đấy các bạn. Hôm nay mình chưa phá được cái kỷ lục ấy. Wow, không được cái gì. Và 115 nữa các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ mình. Thank you.